Bên chợ đầu mối mong xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình chia sẻ đến quý anh chị em nghề làm tóc mỡ tại Hóc Môn. Đây chỗ ông chú làm cái gì? Tóc mỡ lấy ra luôn. Bạn hàng tới lấy ra luôn. Đó. Sạch lắm nha quý vị, bao sạch luôn. Đây là cái ống để mình ép đó quý vị. Đó. Rồi mở nè. Sạch lắm nha quý vị. Đó, chia sẻ còn chân tình luôn. Xác thật luôn. Cái bếp nó cột đỏ nữa luôn quý vị. Cái bếp để chiên á. Thì mình làm video này là mục đích là để mình liên kết đến cái lò của chú mình đó quý vị, mình bán tóc mỡ cho quý khách hàng, quý khán giả của mình. Nếu mà có ăn tóc mỡ thì ủng hộ mình quý vị, thì tóc mỡ đây làm rất là ngon nha quý vị. Rồi cái giá này là giá là mình bán là như tại lò, tại cơ sở sản xuất đó quý vị. Cơ sở sản xuất ở sạch bắt tại cơ sở sản xuất luôn cái gì quay phim thoải mái, ông nói quay phim thoải mái luôn đó. Ông gỡ ra cái gì mới có mặt ở đây là hàng mới không còn. Thì tóc mỡ này á, là không bao giờ có đồ hàng cũ nha quý vị, là không có kịp tới cũ, chứ ra bao nhiêu là phải hết bao nhiêu. Tôi dặn là mình phải đặt. Mình phải đặt nha quý vị. Thì nó làm, không có làm sẵn. Thì tóc mỡ này thì chú chia sẻ đó, thì kiểu như là mình ăn là trong vòng là 3 ngày là ngon nhất. Cũng như bây giờ này nè, là nó đang nóng hổi đó nha quý vị. Nóng hổi đó, đang nóng hổi đó, vừa thổi vừa ăn á. Thì cái này á là chú nói là thứ nhất là mình ăn liền là thơm ngon nhất, hoặc là tối đa là 3 ngày thôi. Nhưng mà thì theo như chú thì chú nói vậy, chứ mình theo mình thấy người ta bán, người ta bán có 4-5 ngày cái từng lễ luôn cũng bình thường quý vị. Nhưng mà nó không có ngon bằng, chú nói là ăn ngon là chỉ là 3 ngày thôi, mua về là giờ này là ăn ngon nhất, ok luôn. Rồi hoặc ngày mai, ngày mốt, rồi bữa kia vậy thôi cái gì. Đó. Cái đồ đó chú nó để lâu quá nó mất thơm đi cái gì. Đó. Đó, chắc vô vậy cái họ căng đó. Ông này là ông bạn hàng. Ông bạn hàng vô tự lấy luôn đó vậy quý vị. Thì một miếng như vậy nè là chú nói là 300 gram hoặc là 350 gram. Nói là em từng miếng này mình chia sẻ cho mọi thực tế luôn, như thấy vậy là nhiều miếng lắm nha quý vị. Cái miếng sắt đây nè, cái miếng inox, miếng inox đó, nó ra vậy nè. Thì nguyên cái ống đó là mình ép xuống rồi ép mở đó. Đó, cơ sở sản xuất cho quý vị thấy sạch mắt thôi, sạch lắm nha quý vị. Rồi, cơ sở là có cái giấy an toàn vệ sinh thực phẩm là đầy đủ nha quý vị. Mới tôi rồi quý vị. Thì làm đi mối của tôi hả, ở nhà mà có mối của tôi, có mối riêng nữa hả? Tự chạy hả, mối của tôi nữa chứ mới lạ chứ. Con của chú tự động lấy đi bán á quý vị, là kiểu như
bán kiếm thêm nè, ăn thử đi. Ồ, cảm ơn cho u da nó nóng quá. kêu nè, tao một kêu không có mà nói suông nha. Thôi mời khán giả, đây được chú mời quý vị, này thực tế nóng lắm. Lát nữa nó nguội, nó cứng lên nữa. Ăn thử mình ăn ngon là khách hàng ngon. Còn nếu mình ăn mà không ngon là khách hàng được, mình bỏ chào. Thôi. Ăn ngon. Nóng. Ăn không ngon thì mời coi. Nóng lắm rồi. Nóng cầm cũng không được luôn, chứ không phải bình thường. Nóng. Thơm. Vừa ăn. Ngọt mặn mặn hết chảy luôn. Tôm Phước à, thì mình làm video này mục đích đó là mình muốn đem cái sản phẩm chất lượng đến với khách hàng, với khán giả thân yêu của mình quý vị. Thì cái giá này nè, nó mới quên rồi cái giá bán nha quý vị. Thì ở đây có hai loại, một loại á là loại đặc biệt á là 450, rồi loại thứ hai á là 300.000 một ký á nha quý vị. Là ở đây á là nếu mình bán theo cái doanh số á quý vị, thì đây nè, đó vậy nè, chú mới vớt ra nha quý vị, chú mới cho là chú ép. Không dám đụng thì nếu mà nếu mà khách hàng khán giả của mình á mà ở trong nội thành thành phố mình mua 3 ký là miễn phí ship nha quý vị, miễn phí ship. Cứ gọi cho mình là mình thì cách mình bán thì quý khách hàng, quý khán giả phải đặt cọc mình quý vị. À, chuyển tiết cho mình một ít làm tin vậy đó, rồi mình ship tới nơi luôn quý vị, 3 ký là mình ship đến nơi luôn quý vị. Mua 3 ký và rồi mình có bán luôn cái rau củ quả gì á, bà con có mua chung một loại vậy đó quý vị, mình ship đi luôn. Tại vì riêng là tâm mỡ này á, nếu mà mua 3 ký là ship đến nhà luôn. Thì chú nói á, thì giờ con cứ bán đi, nhiêu tiền ship á thì chú hỗ trợ mình phần đó quý vị. Thì chú nói vậy để cho mà con cháu có khách hàng. Ý chú chủ cơ sở sản xuất đây là nói như vậy á, chú hỗ trợ con phần đó, con cứ người ta mua 3 ký là con ship tới nhà, bao nhiêu tiền ship rồi cứ nói chú. Đó, nội trong nội thành đó nha quý vị, ở trong ở Sài Gòn ha, còn xa nữa thì không có miễn phí ship, vấn đề ở xa nha quý vị. Thì xin nhắc lại là hiện tại giờ cơ sở bán cái loại một á, loại ngon nhất á, là 450 một ký, và loại hai là 300.000 đồng một ký. Thì một cái một cái bánh như vậy là 300 gram một ổ, hoặc là 500 gram một ổ, hoặc là 1 ký một ổ, tùy theo mình muốn đặt bánh này đâu quý vị. Một bánh chín lạng, tối đa chúng nói là bánh chín lạng, rồi 500 gram, 300 gram, thì có 3 loại đó thôi nha quý vị. Nhưng mà kiểu như bánh mình ép á quý vị, nó kiểu như nó không có nhiều khi cái này nó giác hơn cái kia một chút xíu, chứ mà kêu nó nhà mình làm thủ công cái gì, cái này nó giác hơn cái kia một chút xíu, chứ mà kêu mà nó chuẩn 100% thì không có chuẩn 100% được nha mấy. Rồi trên lên chút đỉnh. Dạ. Đó, đây đây nè, nó nóng hỏi em. Nãy giờ mình ăn ngon lắm quý vị. Nó hết sảy luôn. Nóng ngon. Cái này giao trong ngày ăn là xuất sắc luôn. Dạ. Ăn trong ngày là xuất sắc luôn. Ngon. Qua ngày mai ăn chín ngon, nhưng mà không thể vào trong ngày.
không đâu bằng cái nóng bây giờ. Hôm mà con mới xúc ra nóng rồi khác, cái con để tới chiều khác. Đúng rồi. Mới nấu rồi, à, hôm nay mình chia sẻ đây là tấm mỡ, rồi giá bán tấm mỡ tại Hóc Môn. Đây là đặc sản của cái người dân Hóc Môn nha quý vị. Đặc sản á, món này là món đặc sản của người Hóc Môn á. Này là họ vớt ra nè. Đây là toàn là thịt nậm, thịt mới nha quý vị. Chứ không phải là nói cũ gì đâu nha. Này là nậm, nậm phải không anh Thông? Nậm. Nậm á, thịt nậm á quý vị. Ba rọi thấy vậy đó, đúng rồi, ba rọi. Ba rọi nậm. Ba rọi. Ba rọi không quý vị. Đó, thì giá nó mình chia sẻ giá như vậy. Là giá tại lò luôn, là quý anh chị em cô chú khán giả của kênh Chợ Đầu Mối mà mua hàng, mua tấp mỡ trên cái video này mà gọi cho mình á, là mình mua tại đây, tại lò luôn và giá tại lò luôn, tại nơi sản xuất luôn. Miễn phí ship luôn, giống như là quý anh chị em đặt chân tới đây mua như vậy á, là trong nội thành nha em quý vị. Nhưng mà đó là 3 kg mới miễn phí ship. Rồi rồi, mình xin chào nha quý vị. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.